BMW rất nghiêm túc về việc đi màu xanh lá cây. Quên xẻ ý tưởng đi, bắt đầu từ năm 2025, tất cả những chiếc BMW sẽ sử dụng nền tảng Neue Klasse, một kiến trúc xe điện duy nhất để thống trị tất cả. Thông số kỹ thuật BMW X xDrive 50/2022, giá cơ sở 84.195 USD. Bố trí xe động cơ phía trước và phía sau AWD, 5 cửa, 4 cửa SUV, động cơ FA, 255 HP, 269 lb-ft/a, 268 mã lực, 251 lb-ft Alloy nam châm vĩnh cửu, 516 mã lực, lực truyền tải một cấp, độ trọng lượng cấp 5.700 cân Anh, ước tính bánh xe 118,1 inch, chiều dài x rộng x, chiều cao 195, 0x77, 4x66, 8 inch, 0-60 mph, 4.6 giây, MFA. Thành viên hội đồng quản trị và CTO phát triển Frank Weber gọi Neue Klasse là mới và tiếp tục mô tả nó là sự ra đi triệt để nhất mà BMW từng làm. Cho đến thời điểm đó, gã khổng lồ ô tô xứ Bavaria đang tung ra tất cả các loại xe điện trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm 4, một chiếc 5 series chạy điện có thể được đặt tên là 5-7. Cũng như một chiếc SUV nhỏ rất có thể sẽ được gọi là X1. BMW đã bán một chiếc X3 chạy điện được đặt tên, bạn đoán nó, X3, nhưng không phải ở Mỹ. Tuy nhiên, chiếc EV tham vọng nhất của thương hiệu cho đến nay là X mới. Tôi vừa trải qua một ngày trên chiếc SUV điện cỡ X5, cụ thể là AWD 2022 xDrive 50 giới hạn tại Hoa Kỳ. Từ quan điểm nền tảng, X cưỡi trên một phiên bản sửa đổi cao của nền tảng CLAA của BMW. CLAA làm nền tảng cho phần lớn dòng sản phẩm của BMW, bao gồm 3, 4, 5, 6, 7 và 8 series, cũng như các mẫu SUV X3, X4, X5, X6 và X7. Các Z4 và Toyota Supra. Có lẽ một cách giải thích tốt hơn về kiến trúc của X là nói rằng nó sử dụng một nền tảng khung không gian bằng thép có độ bền cao, sợi carbon da cường mới và nền tảng khung không gian bằng nhôm, nhưng một nền tảng chủ yếu dựa vào thành phần CLAA, ví dụ như các mảnh treo. Điều này cho phép X được chế tạo cùng với những người anh em chạy bằng xăng của nó tại nhà máy Dingolfing khổng lồ của BMW. Về phần thi thì hầu như không có. Cả Audi và Mercedes-Benz đều chưa sản xuất xe SUV hạng trung chạy điện. Jaguar có E-Pace bán chậm, mặc dù phạm vi ngắn của nó loại nó khỏi danh sách ngắn của hầu hết mọi người. Cadillac Lyriq sẽ là một đối thủ xứng tầm một khi nó xuất hiện trong một năm hoặc lâu hơn. Điều đó khiến Tesla Model X gần $100,000, khiến X 84.195 USD có vẻ như là một thỏa thuận chắc chắn. Điều gì tạo nên iX? Cung cấp sức mạnh cho xDrive 50 là hai động cơ, mỗi động cơ một trục kết hợp tạo ra công suất 516 mã lực và mô men xoắn. Những con số rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa. Mặc dù đã đến tháng riêng, XM60 thậm chí còn mạnh hơn, cung cấp hơn 600 mã lực. 516 con ngựa đó đặt X ngay dưới đầu ra mà X5M50i hiện tại nhận được từ V8 4,4 lít tăng áp kép. Mặc dù X5 chạy bằng khí tạo ra mô men xoắn thấp hơn một chút, BMW muốn cho người tiêu dùng thấy không có vấn đề gì về hiệu suất khi lựa chọn một chiếc EV, ít nhất là trên giấy tờ. Chúng tôi chưa thử nghiệm hoặc cân đo X, mặc dù EV nặng hơn nhiều. BMW đang báo giá trọng lượng lề đường do EU quy định là gần 5.700 pound. Tại sao nặng như vậy? Ắc quy, cho đến khi có thứ gì đó tốt hơn, ô tô điện, xe tải và SUV sẽ sử dụng pin lithium sừng và giống như cục gạch, chúng rất nặng. Với công suất sử dụng 105 kWh, BMW X cũng có pin khá lớn. Để cung cấp cho bạn một số góc nhìn, Tesla Model S và X đều có gói 100 kWh, trong khi Lucid E sử dụng gói pin 113 kWh. Về phạm vi hoạt động, trước khi tôi khởi hành với trạng thái sạc 96%, X đã cho tôi biết rằng tôi còn 351 dặm 565 km để đi. Đó là phạm vi dự đoán, dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như trình điều khiển, hoặc trong trường hợp của tôi, trình điều khiển trước đó cư xử. BMW tuyên bố phạm vi hoạt động 380 dặm trên chu kỳ EU, và con số đó có thể sẽ giảm xuống còn khoảng 300 dặm trong chu kỳ EPA. Một điều sẽ làm khó chịu những người hâm mộ EV hiện tại hơn những người mới chuyển đổi, không có Frank. Không có gì cả, có vẻ như là một sai lầm. Làm thế nào về lưới tản nhiệt đó? Đó là bộ mặt mới của BMW. Ghét nó,
Vâng, mọi người trên Instagram dường như đồng ý với bạn. Điều đó nói lên, và vâng, tôi rõ ràng là người già, mềm yếu, mù và thuộc biên chế của BMW. Trong người tôi nghĩ rằng khuôn mặt của X trông giống như vậy, tôi có dám nói không tốt không? Có điều gì đó về lưới thận khổng lồ và đôi mắt hẹp giống như robot vừa hoạt động, gần giống như một Cylon thế hệ thứ hai từ khi khởi động lại Battlestar Galactica. Nó tốt hơn nhiều dặm so với lưới tản nhiệt trên M3, M4 mới, bằng mọi giá. Nội thất của X là một bài tập về chủ nghĩa tối giản, ít nhất là đối với BMW. Màn hình cảm ứng cong lớn chiếm ưu thế trong cabin. Trong những ngày qua, BMW đã hướng các nút điều khiển về phía người lái. Để tỏ lòng kính trọng với những ngày qua, màn hình chứa các nút điều khiển uốn cong về phía người lái xe. Số lượng nút đã giảm 50%, mức mà BMW coi là tối thiểu. Điều đó nói rằng, nếu bạn nhìn xuống mảnh gỗ đáng yêu bao quanh núm e-drive, bạn sẽ thấy 12 nút. Không tính bản thân bộ điều khiển nhấp xuống và theo trục X và Y, nhưng bao gồm cả bánh xe âm lượng. Các nút vẫn hợp lý và có sự yên tĩnh và rộng rãi cho nội thất mới của thương hiệu. Tuy nhiên, cũng có một sự thưa thớt không tạo ra sự sang trọng cao cấp đối với tôi. Và ở mức gần 85.000 đô la để bắt đầu, nó phải như vậy. Một chiếc xe thú vị, một khái niệm thú vị, nhưng không cảm thấy như một chiếc BMW phải cảm thấy khi tôi nhắm mắt lại. IS giống như một thứ điện. Điều đó nói lên rằng tiếng ồn mà động cơ tạo ra hoặc tiếng ồn phát ra từ loa là khá tuyệt. Chia sẻ hữu ích nhé!